Bóng răng đoàn ni đơn cành ni nhất ni đoàn ni gió lạnh bành ni nhang xạ ni thoáng đưa ý. Nguyệt điện là biên xưa có sầu, nguyệt điện là biên xưa nhất miền thì cõi tụng phật nam tiếp Giáng sinh đi vào nhà lễ thiện cái họ Trần ni rộng khơi ni anh linh dung tiết hay lạnh mà định mở tung dung nghe tam tòa thiên thánh nghe hội công đồng mẫu giáng đi từ xuân thiên nhiên cung tình mời mẫu đệ nhất tiên thiên tăng phóng di thắng xê lan giáng gửi về thôn quê phủ dày an thái thôn quê mong giáng sinh vào cửa nhà lễ cảm trần quất khách thanh tân nền dòng quất khách thanh tân mười năm định giá kết hôn nhân sướng tùy định nhật chí khi thiên đình định nhật ni chi kỳ đôi mười một tuổi kíp về thiên ngự thái sinh ni phủ dày thiên bạc ni phủ nghĩa hưng ni chính quán sơn lạc nhiệt phàm giới mẫn chư Phật hải hồ đất sau mắt tùy sư tuyết tương vân tay nghỉ vững mẫn chư Phật liền toàn thân nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhân vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát sa văn thánh pháp hồi cung đệ nhị thánh thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh thiên vốn xưa dáng ngự trên đền đông cuồng nhà sắc khắc hương nghìn dòng nghi nhà sắc khắc cửa giá danh nổi một hoa thơm mơ về là tấm thơ bài biết đâu là tấm thơ bài lòng trinh không đồng một vài giáng xuân
chiến đan hai nhạt lũ nhiệt minh ngưng xa du tử mẫu lực công ương hòa nội đắc thanh lương chi tâm kim cương nhất chữ biến thập phương. Nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Tinh ra trình sáng tiên ni doanh ngân ni lai lãng ni nguyệt lâu lâu ni sáng dạng ni nam minh thủy quốc đồng đình tích xưa thủy quốc đồng đình đề tam mẫu thoại giang sinh đình rồng đức hồn vẹn công dung ngôn hiệt na bẩm nhu mì cốt khách thần tiên thanh mẫu đệ tam mi cung thỉnh mời tiến thanh đệ tam mi xích lần lòng nữ ngự miền hoài cung dưới định chân nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử thiên thanh hiện tại kinh lô phong thành các nhân luân tự biến mãn thập phương tích nhật ra du biến nạn thiếu tài chư nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cúng giác Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời chúng ta hồi cung hoàng đế tinh quân tấu ông ni hoàng đế tinh quân ni hiệu quan đệ nhị thiên thần lễ giáng sinh ông tại thiên đình vô xưa ông tại thiên đình đêm ngày coi sóc nghe cùng rình lâu đài số tử trên đời số sinh số tử trên đời một tay này biến chép mi chẳng sai ý số nào định bề mọc lúc vào thì tòa trường đi chính trực đi mọi đường nghiệp thông mọi đường kiến tạo nên đỉnh túc không nhường thì một ai giáp sắt mi quyền cai thượng ngàn giám sát đất nguyên tài không chỉ tám giới không sai bản thân đề phép công toàn giá vũ đằng nghỉ vẫn
bát man đi công tài xa gần mình. Điều vì làm tôi truyền toàn các quan ngày về, truyền văn các quan đi tả văn nữ võ, lương mang đạo đi lệnh truyền văn võ đôi hàng, thiên binh vạn mã thăng hà kéo ra lệnh truyền khi đổi vàng cơm. Dòng nhà khai quang thậm kỳ diệu ống về chứng đền trung ngã tí tăng cũng già kim phục hoàng thần cận thánh chúa thiên trung phương. Cử thần vạch đất dè mây, có ý làm phương cờ đỏ tung bay
Tây phương trấn trạch khi phấp phơ. Quanh trước đầu
có phen ra tiếp đi hầu lưu quy nghi có thơ rằng
lộc thành thành chi thể chiêu chân tâm sơn chi cao hệ thủy tự tâm đây thực số non nhân linh bao nức chi vườn thượng uyển trăm hoa đuôn lợi thúng chơi hoa phải biết ôi trăng ngắm xem hoa cúc nghe hoa quỳnh trăm hoa thượng mà đuôn trăm hoa đuôn à có thơ rằng ngật ngật lâm san kiều dị lộc thành thành chi thủy chiêu trần tâm sớm sơn chi cao hè thủy không không cảnh nhớ không cảnh nhớ thời ngon nhân thời ngon nhân nước khi cũng có khi quan lớn vào chầu lưu quý ván cờ tiền đấu trí một hoài có vẻ thắng cảnh đua tài thơ tiên vạn đầu thi bài chẳng ma tiền ra ơi cô an thái sẵn danh quý hương đi có tứ hữu thì lòng không sai và đệ tứ thì thầm chiêu dòng công chúa ngự đồng cứu dân khoan thai hào tấu ra
tộc Hoan Thái. Đã trong hiền thánh lạc ngoài tôi linh tiền ca ngâm mi sầu y trực ý. Các mi bộ các bộ nam tổ nữ mi dưng hoa ý. Sở ra vì sầu thôi lại trở ý ra về khi ra đi thiên bạc nghĩ khi về thì đôi ra sổ ban toa một ta
bay biên tre. Tiến văn sông kích cổ tam thông mời a châu, mời châu chắc giang hỡi a đền chúng chắc giang đền chung a ơi. Châu chắc dám đến nghỉ chung hay còn nỉ nam bắc tây đông ý chung nào trên ni a thiên tàu, thiên tàu ý còn đang nỉ cha số ý hỡi a trên thiên tàu ý a còn đang ý cha sổ hay châu còn đổi số ý cho ai có phen có phen ni chơi cảnh ni ơi a bồng lai chơi cảnh ni bồng lai ý ơi cảnh bồng nghỉ lại hay về an ni thái là nơi quê nhà có phen ra kinh đô ni thành thì ý. Cửa nhà lầu y hề làm lễ dâng nhang trầu về làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng nhang niệm niệm từ bi tương miền thủy khi sung đăng thâu cầu thiền nhang giả kính thành đăng bảo an nguyện cờ thành đồng đệ tử đắc bình an hay quan sát nha tập cờ diệu xuân về trước đền trung ngã tích tăng cung già kim phụ quả thân cận thánh chúa thiên trung ca lắc thân già âm từ ni mẫn chúng sinh cổ mã kim đinh để thay quang chiếu từ xuống quạt mùa
ơn trầu về đồng nghiệp. Mua quạt mua cờ, mua quạt dâng mẫu, mua cờ dâng ý vua là tình tan tình. À tan tình mi tình mi tan. Đến đi châu dòng chơi, cửa phố cửa đền vâng đi lệnh mẫu xuyên châu giang phúc lưu ân. Năm sắc xanh vàng nghỉ đai hoa, năm mi sắc xanh vàng nghỉ lá non đùa thăm. Hoa hàng ngàn còn kém xa là tình tàn tình an. Thiên lý điều thời phong sắc hoàng thiên ngự đồng ảnh bóng khắp gần xa. Hai lá vinh cành mi đôi tay thiên, hai lá vinh cành mi hoa thơm quả chín để dành đời sau là tinh thần cùng. À ta thích tình ta. Sát quỷ trừ ta uy giang, sát linh quỷ trừ ta chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng. Đã bước tới đâu ý đôi chân bà, đã bước tới đâu xe mận nhân nghĩa bác nghi cầu vinh mỹ hoa là tình tàng tình áo tăng tình mỹ tăng. Đầu sông Ngân Hà cho bà đẹp như sao Bắc Ni. Đầu Ngân Hà như trăng nghi rằm tháng tám, như bông hoa đào nở giữa mùa xuân là tình tàng tình. À tăng tình mi tình ta. Quỷ trừ tà chiêu tài tiếp nhìn lộc gần đi xa cho đồng khấm sai. Khấm sai tí phổ tùy tòng về tinh hề. Khâm sai tứ phủ tuy tòng chiếm dũng, tông chúa ngự đồng cứ dân đi trong nghĩa thân đi. Ngoài thời nghĩa dưỡng ý, sống ngại thân ý lại ngoài ý, ngại dưỡng đường ngoài rồi độ lược mi bao dòng mi.
mặt hoa tươi tốt má hồng gồm lòi tươi đức tam tông khỏe vang ý may ngài tóc phượng vẫn ngang ní xem thằng tốt ngay miệng trồng cười à à ơi à an thái xã dành quý mừng an thái xã dành có chồng đề tư hách dành giỏi truyền đỏ trói đề tên bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang chầu đề tứ chầu ngự nên ngai vàng giá rộng vào tàu uy khoan thai giá rộng vào tàu uy đã trong hiển tưng lại ngoài tôi linh chốn thiên đình ca ngâm sầu trực các bộ tiên nàng tiên nữ dân hòa lại trở ra về sâu vì thôi lại trở ra vì khi ra thiên bản lúc đi về đồi nàng tình ra